chúng ta lại gặp nhau trong 5 phút của chuyên mục Miễn dịch khỏe, chìa khóa phòng bệnh với sự tài trợ của nhãn hàng sữa non tăng cường miễn dịch Colostcare của công ty cổ phần dinh dưỡng NutriCare. Quý vị thính giả thân mến, thông thường khi mà nói đến bệnh hô hấp ở trẻ em thì nhiều người nghĩ đây là bệnh của mùa mưa, mùa lạnh và khi chuyển mùa. Điều này thì cũng rất là đúng vì đây là thời điểm thuận lợi cho các mầm bệnh phát triển và lây lan. Tuy nhiên trên thực tế thì có một mùa cũng khiến trẻ dễ mắc bệnh hô hấp, đó là mùa hè. Khi thời tiết trở nên quá nóng bức, số trẻ mắc bệnh hô hấp lại có xu hướng tăng đôi chút. Tuy không đến mức như đỉnh điểm đáng lo ngại, nhưng cũng khiến cho các cha mẹ phải quan tâm. Vậy tại sao trẻ dễ mắc bệnh đường hô hấp khi trời quá nóng? Nhiều chuyên gia cho rằng một phần thì xuất phát từ việc chúng ta sử dụng quạt máy, điều hòa không đúng cách. Một phần đó là do khói bụi, khói thuốc lá, môi trường sinh sống bị ô nhiễm. Hay là hiện tượng thay đổi thời tiết từ nắng nóng chuyển sang mưa lạnh. Thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hải, nguyên giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho rằng, những đối tượng có hệ miễn dịch chưa thực sự hoàn thiện và sức đề kháng còn kém như trẻ em cũng sẽ thường gặp phải các vấn đề về sức khỏe đường hô hấp trong những ngày nắng nóng. Đối tượng mà bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là trẻ em và người cao tuổi. Đây là hai đối tượng mà có cái hệ miễn dịch bị suy giảm. Qua những công trình nghiên cứu người ta thấy là những cái tia UV trong ánh nắng mặt trời hạn chế cái sự tăng trưởng phát triển của các cái tế bào bạch cầu ở trong cơ thể, ví dụ như tế bào lympho B hay tế bào lympho T là những cái tế bào chủ chốt để sinh ra các kháng thể để chống lại tác nhân gây bệnh thì nó bị giảm đi. Cho nên chúng ta ra ngoài trời nhiều nắng là chúng ta cảm thấy rất là mệt mỏi và cơ thể của chúng ta rất là bị suy nhược trong cái môi trường nắng nóng. Như vậy thì cái nguyên nhân mà dẫn đến cái tình trạng suy giảm hệ miễn dịch cũng như là tình trạng mắc bệnh của chúng ta gặp rất là nhiều. Miễn dịch yếu là một trong những nguyên nhân khiến cho trẻ dễ mắc bệnh hô hấp. Vậy nhưng nhiều mẹ không biết điều này, cứ băn khoăn là không biết tại sao mình nuôi con lại vất vả đến như vậy. Như trường hợp của chị Hồng Nhung ở Nam Từ Liêm, Hà Nội. Con trai của chị mặc dù đã 6 tuổi, nhưng tháng nào thì cháu cũng bị viêm họng, thậm chí cả sốt cao nữa. Uống kháng sinh thì khỏi, nhưng mỗi lần như thế thì cháu lại bị tụt cân. Chị Nhung không biết rằng cần phải tăng sức đề kháng cho trẻ. Và bác sĩ Lê Thị Hải đã giải đáp giúp chị băn khoăn đó. Tất cả những cái triệu chứng vừa nêu ấy thì tôi nghĩ con bạn đang bị hệ miễn dịch suy giảm. Có lẽ chỉ một cái cách duy nhất là chúng ta phải tăng cường cái sức đề kháng, tăng cường cái hệ miễn dịch lên cho cháu thôi. Chúng ta phải cho trẻ ăn uống đầy đủ 4 nhóm chất dinh dưỡng, đặc biệt là đầy đủ chất đạm này, rồi đủ các cái vitamin và khoáng chất, tạo cho cháu một cái môi trường sống trong lành cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng. Thế và cái quan trọng nữa thì bạn nên bổ sung thêm những cái chất tác dụng tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ, đặc biệt bạn nên chọn các cái loại sữa có chứa cái hàm lượng kháng thể IgG cao, beta glucan, HMO, lactoferrin cũng là một cái chất mà có tác dụng rất tốt tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ. Nếu như con bạn có một cái hệ miễn dịch tốt thì cháu sẽ không ốm đau nữa. Theo như lời khuyên vừa rồi của bác sĩ Hải thì chị Nhung nên tăng cường hệ miễn dịch cho con bằng cách bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng, đặc biệt là nên bổ sung các loại sữa có dưỡng chất tăng cường miễn dịch. Cha mẹ có thể tham khảo sản phẩm Colostcare với hàm lượng kháng thể IgG 1200mg giúp tăng cường miễn dịch tự nhiên kết hợp với vitamin và khoáng chất, giúp xây dựng chế độ dinh dưỡng cân bằng như là HMO tăng miễn dịch đường ruột, lactoferrin hạn chế sự xâm nhập của vi khuẩn và virus gây bệnh, beta-glucan cải thiện sức khỏe đường hô hấp. Đặc biệt, Colostcare có thành phần sữa non nhập khẩu từ Mỹ, giúp tăng cường miễn dịch với 4 bước bảo vệ, được nghiên cứu tối ưu cho thể trạng người Việt. Sản phẩm dành cho trẻ từ 3 tuổi, sản phẩm của NutriCare, đơn vị đạt thương hiệu quốc gia liên tiếp từ năm 2018. Và trước khi chia tay nhau, mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng tham gia một mini game với chúng tôi. Và câu hỏi ngày hôm nay như thế này: cha mẹ nên làm gì để trẻ không bị bệnh hô hấp trong mùa hè? A. Nên cho trẻ ở trong phòng điều hòa. B. Tăng sức đề kháng cho trẻ bằng sữa tăng cường miễn dịch. Liên hệ qua fanpage Colostcare để trả lời câu hỏi các bạn nhé. Chúng tôi sẽ lựa chọn 10 thính giả trả lời nhanh và chính xác nhất để dành tặng 10 phần quà của nhà tài trợ một hộp sữa Colostcare trị giá 260.000 đồng. Danh sách người trúng thưởng sẽ được cập nhật trên fanpage Colostcare tăng cường miễn dịch, đề kháng toàn diện. Nếu như các bạn đang quan tâm tới chủ đề bí quyết tăng cường miễn dịch cho trẻ suy dinh dưỡng, chậm tăng cân thì đừng bỏ lỡ số phát sóng tiếp theo của chúng tôi trong khung giờ quen thuộc từ 9h30 đến 11 giờ vào thứ Hai và thứ Năm hàng tuần. Xin được cảm ơn nhãn hàng sữa Colostcare đã đồng hành cùng chuyên mục này. Hey, chà Bi, cậu uống sữa Colostcare đấy à? Đúng rồi, mẹ tớ nói uống Colostcare, 4 bước tăng cường miễn dịch với sữa non nhập khẩu từ Mỹ để tăng cường sức đề kháng đấy. Tớ cũng có Colostcare, 4 bước tăng cường miễn dịch, mẹ tớ mua cho cả nhà dùng, cùng uống nào.
Yeah! Hai con giỏi lắm, uống Colosque mỗi ngày để có miễn dịch điểm 10 nhé. Nào ta hãy uống Colosque nhé, với sữa non nhập khẩu từ Mỹ, hàm lượng IgG cao thật cao, mình nhanh bổ sung bằng cách uống mỗi ngày. Hệ miễn dịch điểm 10, Colosque sẽ tăng cường. Uống Colosque nhé, mình thêm khoai với 4 bước bảo vệ để có miễn dịch tự nhiên. Cả nhà hãy nhớ uống. Colosque, sữa non tăng cường miễn dịch với 4 bước bảo vệ, được nghiên cứu tối ưu cho thể trạng người Việt. Sản phẩm của NutriCare, đơn vị đạt thương hiệu quốc gia liên tiếp từ 2018. Sản phẩm này dùng cho trẻ từ 3 tuổi trở lên.